Chị. Chuẩn bị cái xe nó té cho bên kia. Chúng ta sắp sửa tụng dược sư thì có 12 vị cần soi dược so của quý vị biết trong đó có 12 vị dược so và thì họ muốn về đây để họ chứng minh cho cái đàn này để chúng ta niệm chú chuẩn bị dạ. Nước lên để trong này để chút nữa thì chú đó thì chú thì tụng dược sư họ muốn họ thỉnh cái gì để xin cái hội để đạt dược sư để nói chuyện nhỏ với thầy sẽ đưa cái kim cang cho họ để họ dâng kim cang lên.
chúng con sắp khai đàn trong thuộc kinh Dược Sư. Chúng con cũng thỉnh các vị hộ pháp 12 vị Dược So Quang Lâm, chúng con sắp sửa tụng chú Dược Sư Quán Đảnh và kinh Dược Sư của Đức Phật Thích Thiện Dược Sư. Để ý họ cái chân họ rất là khó. Thần lực của mấy việc xong thấy cái lại có các ngày khác ngày hôm qua không? Dạ, khác rồi, hoàn toàn khác. Quay lục.
hình như 12 vị diệt soạn. Cái ngày dược so ngày chi hiện thành lập của ngày quý vị có hiểu không? Bữa nay là dược sư không phải cái gì dược so, không có tiên nữ, không có tiên nữ, không có tiên nữ. Thầy bắt đầu thầy chuẩn bị tinh thì đứa con sẽ được thấy các chị dược so bằng mắt bằng thịt luôn. Đứng một xuống yên thôi. Chị thấy đánh một cái rung rinh cái tháp luôn. Xin cho ông Đức. Chúng nó tụng kinh Trang Nghiêm Dược Sư đó, bữa nay 12 vị thần tướng Dược So người ta về ta hộ đàn đó.
cái ngựa đi, bây giờ cái ngựa. Rồi cái ngựa. Cái tiền rồi có thấy mắc chết chết 12 vị dược so họ đến họ ủng hộ cái pháp hội dược sư, thành ra cái quy luật có ngày rất là mạnh của dược sư đánh thấy sáng rồi. Còn đây là tới thiên nữ mà thành ra cái cuối cùng là cưỡi ngựa rồi lễ lại. Các ngài, chúng con ở đây bệnh hoạn rất nhiều, không gặp thầy, không gặp thuốc, cho nên hôm nay chúng con bắt đầu khai kinh dược sư, tụng chú dược sư quán đảnh. Chúng con nhờ sự gia hộ của 12 vị dược so đại tướng khiến cho tất cả những Phật tử tham dự tai đàn dược sư trong Pháp hội Địa Tạng đều được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nam mô 12 thần tướng dược so Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Quý vị thấy cái đá, cái đánh của mấy ông này mà cho mình trúng cái mình chết liền. Thiệt, mạnh lắm. Bởi vì cái này là hàng phục Ma Dương đó. Quý vị thấy cái sức mà đánh xuống. Quý vị là hoàn sinh giả. Mỗi cái ấn của vị khác nhau hết. Dạ. Người thì ấn dày, người thì ấn dày, dày dày mỗi vị có cái ấn riêng.
hình thức của cô kia không có ở đây thì không ai giữ cái xác. Để hiểu không? Giờ cô kia đang được dẫn đi thì chút nữa chiều nay cô nói chuyện cho nghe. Nãy nói rồi. Chưa rồi. Dạ con nói bỏ sao đó mà hôm nay là các vị đến nói chuyện. Thành ra là không có người giữ cái xác của người đang lấy xe. Dạ là một người khác đi thì anh khác. Hay. Dạ anh khác con nhìn thấy. Hôm qua ấn khác, hôm nay ấn khác. 12 vị dạy xoa. Lâu nay là mình cứ mở đàn dạy sư mình thờ còn là cái hình ảnh của 12 vị dạy xoa mà đi. Chính vô luôn. Đi, gì đi tiếp tiền không? Nó không có tiếp đâu mấy vị. Chúng ta lên lấy nước đó, thì chú xong lên lấy nước đó. Nếu có quý lắm đó, cái này về trợ lực cho cái đàn này. Mang nước thêm lên, mang nước thêm lên. Mang nước thêm để hôm nay cũng... Thì đó lúc mà thầy đem nước lên, nãy giờ mấy ông làm là mấy ông bấm chú, bấm ấn vô trên cái chai nước đó. Dạ, giờ mình mang thêm nữa. Không đem rồi. Nữa. Không đem nữa, Kham. Người uống ly thôi. Chút thôi. Người uống giọt thôi nè. Con sắp hai đàn tụng dược sư. Dạ, xin cảm ơn cảm điểm công đức các ngài đến đây hộ đàn dược sư để cho đệ tử chúng con được hết bệnh. Quý vị chịu khó chờ chút để 12 vị dược sư họ đang kết đàn cho chúng ta đó. Dạ. Dạ, thành ra. Cho nên thầy dược thêm nước lên. Các vị muốn lấy xin mấy cái cho nước. Cái gì dược soi cũng thương cái xác cổ gỗ lắm, ngã ăn bên để bên chú Triển thôi để cho chú Triển đỡ. Cái gì thấy không? Không phải, tại vì vô chỗ này mà không có đỡ là chiều chiều không nổi. Thấy cái quy lực của cái gì vừa so, thành tướng vừa so. Thành tướng vừa so.
Chuyện y tứ nữa. Chuyện y tứ. Cúi lại tí. Rồi chuẩn bị tụng kinh. Để kinh kiến cho con.